TSS Channel. Chương 461, chúng ta cùng đi. Nhâm Hòa không biết tình huống bên ngoài, hắn chỉ cần suy nghĩ làm thế nào mới có thể an toàn chạy ra khỏi nước Mỹ. Lúc này Nhâm Hòa bỗng nhiên nghĩ tới một người, đây là hậu thủ lúc trước mình lưu lại, mà lúc này nói không chừng có thể trở thành trợ lực của mình, vệ sĩ của ngôi sao Ivan, Steve. Đối phương là một tên trộm chuyên nghiệp, ở thế giới ngầm của thành phố nhất định so với mình biết rõ hơn, Nói thật nhâm hòa cũng rất bất đắc dĩ, có một thân kỹ xảo xuống ống của các chuyên gia, nhưng lại khác khuyết thiếu rất nhiều kỹ năng nên có của đặc công, tỉ như địa phương nào có thể lấy được súng, địa phương nào có thể làm giấy chứng nhận giả, địa phương nào có thể nhập cư trái phép, nơi nào có chợ đen. Chờ một chút, nhâm hòa đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, có chỉ là trong đầu toàn bộ bản đồ thành phố New York, còn có sơ đồ hệ thống cống thoát nước ngầm, cho nên hắn cần phải nhờ giúp đỡ buổi tối hôm đó tổng cộng có bốn tên trộm, nhưng kỳ thật chỉ có một tên trộm kia có thể có trợ giúp đối với Nhâm Hòa, ba tên khác cũng bất quá là sinh viên đại học bang New York mà thôi. Nhâm Hòa cầm điện thoại di động cũ mới mua bấm số điện thoại của Steve, tất cả số điện thoại đều ở trong đầu hắn, kỳ thật trí nhớ siêu cường mới là kỹ năng thuận tiện nhất của hắn. Sau khi điện thoại được kết nối, Nhâm Hòa nghe được giọng nói quen thuộc kia, hắn cười nói, chào anh Steve, tôi có việc tìm anh hỗ trợ. Steve ở điện thoại đối diện hít vào một hơi khí lạnh hắn trong khoảng thời gian này tới nay lo lắng nhất chính là kỵ sĩ gọi điện thoại cho hắn nhược điểm của mình nắm ở trong tay người ta vậy còn không phải là muốn như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo nhưng kỵ sĩ có thể gây hại gì cho mình sao hẳn là không có chuyện quá nguy hiểm chứ Steve suy nghĩ một chút bình tĩnh hỏi chuyện gì kỵ sĩ còn cần tôi hỗ trợ sao đến đại lộ công viên một chút tôi ở giao lộ chờ anh nhậm hòa cười híp mắt nói Nhược điểm của người này toàn bộ ở trong tay mình hơn nữa cũng không biết thân phận và chuyện đã xảy ra với mình, cho nên tạm thời vẫn là đáng tin cậy. Sau này không đáng tin thì nói khác. Steve cút điện thoại thận trọng suy nghĩ thật lâu. Đối phương biết mình hiện tại bởi vì chuyện cờ bạc nên rất nghèo. Kia khẳng định không phải liên quan tới tiền. Đối phương cũng không thiếu tiền. Đối phương biết năng lực của mình, có thể dùng được năng lực của mình đại khái chính là mạng lưới quan hệ cùng kỹ năng đi. Chẳng lẽ là muốn cho mình trộn thứ gì? nhưng tóm lại cẩn thận một chút sẽ không có nguy hiểm gì steve thay quần áo liền đi ra ngoài hiện tại vị trí công việc bảo an cho ivan cũng sa thải hắn đang nhàn rỗi ở nhà đây cái tên cốt đột kia hắn là hầu hạ không được ai muốn đi hầu hạ tên đó thì đi hầu hạ đi từ sau khi ivan ói ra phân cả người đều thần kinh hề hề còn có chút ý tứ làm trầm trọng thêm quả thực chính là một tên biến thái Steve đi tới công viên đại lộ thời điểm vừa vặn nhìn thấy Nhâm Hòa nhàn rỗi nhàm chán đứng ở giao lộ chờ hắn. Nhâm Hòa hướng hắn vẫy vẫy tay liền hướng chỗ ở của mình đi đến. Đứng ở giao lộ chờ cũng là vì xem đối phương có dẫn người tới hay không. Nếu như dẫn theo, vậy chính mình nói không chừng sẽ lại mở ra một con đường máu. Lúc này cẩn thận một chút luôn không sai. Hai người vào phòng, Steve lúc ấy liền nhìn thấy khẩu súng lục Nhâm Hòa đặt trên sofa. Đồng tử co rút lại một chút, tình huống thế nào? sao còn có quan hệ với súng ống đây à đúng rồi nhược điểm và chứng cứ của anh tôi đều đã theo tranh sơn dầu cùng nhau vận chuyển về nước nếu như tôi xảy ra chuyện gì chuyện của anh khẳng định không giấu được anh hiểu mà ta hiểu muội ngươi a à. không phải nói có chuyện muốn giúp đỡ sao như thế nào vừa lên liền uy hiếp tôi steve cả người đều không tốt nhưng nhược điểm ở trên tay người ta lại không có cách nào lên tiếng Nhậm Hòa vui tươi hớn hở tiếp tục nói, mấy ngày hôm trước Cục An ninh Quốc gia đuổi bắt một tay súng bắn tỉa hơn nữa ở trung tâm thành phố nổ súng giao chiến sự tình anh nghe qua sao. Chuyện này hiện tại bị tin tức ùn ùn kéo đến đưa tin, đối phương không thể nào không nghe nói. Steve lúc ấy liền có một loại không rõ dự cảm, chính mình sẽ không muốn cùng chuyện kia kéo lên quan hệ gì đi, chính mình mặc dù là một tên đạo tặc, nhưng chuyện kia là cái gì? là siêu cấp tội phạm một mình ở trung tâm thành phố đối kháng toàn bộ tổ tác chiến cục an ninh quốc gia New York A, quả thực không phải cùng một cấp bậc được không? Không đợi anh kịp phản ứng, Nhâm Hòa đã cười nói, ừ, tay súng bắn tỉa kia chính là tôi. Steve lúc ấy đã muốn quay đầu hướng bên ngoài chạy, nhưng mà nghĩ đến nhược điểm của mình còn ở trong tay Nhâm Hòa, nên cắn răng dừng bước, hắn trước kia biết kỵ sĩ rất trâu bò, trâu bò đến quả thực không phải người nhưng hắn chưa từng nghĩ tới đối phương đã trâu bò đến mức có thể ở trung tâm thành phố điên cuồng đại khai sát giới như vậy sau đó còn có thể từ trong tay cục an ninh quốc gia chạy trốn. Đây mở nó là khái niệm gì? Phỏng chừng 100 người mình đi lên cũng phải toàn quân bị diệt đi. Đây vẫn là người sao? Nhưng mà hiện tại mình cùng chuyện này dính vào quan hệ sau, tương lai của mình đem đi nơi nào đều đã thành khó bề mà sống tốt, sinh tử đều là không biết. Steve lạnh lùng hỏi, anh muốn tôi làm gì? Để tôi đi theo anh nổ súng là không thể nào, tôi chưa từng dính máu. Đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn rời khỏi New York mà thôi. Nhậm Hòa vui tươi hớn hở nói, anh có cách nào rời khỏi New York không? Steve nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai chỉ là muốn rời khỏi New York mà thôi. Hắn nghĩ nghĩ nói, chuyện này không thành vấn đề. Ngày mốt, tôi có thể đưa anh đến Ocean Oasis cải trang thành một cái người phục vụ bình thường. Chiếc du thuyền này từ Chicago xuất phát, ngày mốt đi qua New York sau đó đi tới Miami, cuối cùng sẽ đến Jamaica, anh có thể ở nơi đó xuống thuyền, về phần như thế nào trở lại quê nhà của anh đó là chuyện của anh. Steve người như vậy, nhưng mạch vẫn là có, muốn lặng lẽ không một tiếng động đưa một người đi lên làm nhân viên phục vụ cũng không phải vấn đề quá lớn, mà hắn nghĩ chính là nếu như đợi đến đối phương ra biển sau khi chính mình muốn tố cáo cho FBI đâu. Du thuyền sau khi ra biển 50 km cơ bản là không có Internet, có một số du thuyền xa hoa thì có, nhưng ocean oasis chính là loại không có tín hiệu internet một khi đối phương ra biển chính mình hướng fbi tố cáo đến lúc đó chính mình không chỉ có công tố cáo hơn nữa còn có thể ngăn chặn đối phương tại trên internet tuyên bố nhược điểm chứng cứ mình phạm tội cứ như vậy mình giống như có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết đối phương hơn nữa còn có thể bắt được nguồn tin tiền thưởng của fbi dưới tình huống như vậy chính mình trộn bức tranh quật cường không thành chuyện gì nghiêm trọng căn bản cũng không tính là cái gì vị kỵ sĩ này cũng không biết hắn trước kia còn làm qua cái gì. Cho nên, trong lòng Steve có một ý nghĩ rụt rịch. Nhưng mà hắn bỗng nhiên thấy nhâm hòa vui tươi hớn hở nhìn hắn, giống như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, cười nói, không phải tôi muốn đi một mình, là hai ta cùng đi. Khi hai ngày sau Ocean Oasis dừng lại ở bến cảng New York thời điểm, chỉ thấy nhâm hòa trên mặt đã làm trang điểm che giấu vui tươi hớn hở chờ ở nơi đó, mà Steve thì sắc mặt đen kịt đứng ở bên cạnh hắn, muốn tố cáo nhâm hòa giấc mộng đẹp của Steve đã tan vỡ. Hai ngày nay hắn vào phòng kia cơ bản cũng không cần đi ra ngoài, nhâm hòa đã sớm mua thức ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Nói thật Steve cũng không dám lúc này chạy trốn, dù sao nhâm hòa nắm nhược điểm của hắn, nói không chừng hắn vừa chạy, đối phương liền tuyên bố ra ngoài. Niệm tưởng duy nhất chính là sau khi đối phương truyền lên điện thoại di động mất đi tín hiệu, mình có thể cho đối phương một kích trí mạng. Nhưng mà nhâm hòa căn bản không cho phép tình huống như vậy phát sinh, hắn không có cách nào đem tính mạng của mình phó thác vào tín nhiệm đối với người khác cũng chính bởi vì nguyên nhân này nhâm hòa dứt khoát lựa chọn để steve cùng mình lên thuyền steve luôn cảm thấy nhâm hòa giống như đã hiểu rõ kế hoạch của mình cho nên khi đối mặt với yêu cầu của nhâm hòa hắn còn có chút chột dạ hắn vốn cũng không phải là một cái người đại gian đại ác muốn bán đứng nhâm hòa cũng bất quá là muốn tự bảo vệ mình mà thôi chỉ là khi tình huống hiện thực để cho hắn vô lực dãy dụa thời điểm Steve tâm tình còn có một chút tuyệt vọng. Nhâm hòa đối với hắn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ làm cho Steve quả thực hoài nghi đối phương rốt cuộc có phải là một thiếu niên bình thường hay không. Đương nhiên mở nó không bình thường, thiếu niên bình thường nhà ai lại trở thành kỵ sĩ tồn tại như vậy, còn ở trung tâm thành phố New York cùng Cục An ninh Quốc gia liều mạng cá chết lưới rách. Không đúng, lưới rách, cá không chết, lưới gần như không còn nữa. Steve trong lòng không hiểu đối với quốc gia Cục An ninh sinh ra một cổ oán khí, anh nói các anh là làm sao ăn, lúc trước các anh đem hắn đánh gục nào có chuyện gì của tôi. Đúng không? Các anh nhiều người như vậy, vậy mà còn để cho hắn trốn ra. Steve cảm thấy mình chỉ cần còn sống trở về, nhất định phải cùng dân chúng hiện tại đang gây chuyện đi Nhà Trắng biểu tình, khiếu nại Cục An ninh Quốc gia. Đương nhiên, Nhậm Hòa cũng không chỉ là uy hiếp Steve, còn có lợi ích hấp dẫn. Nhậm Hòa hứa hẹn Steve chỉ cần mình an toàn xuất cảnh liền đem trả 500 vạn đô la cho hắn. Số tiền này đối với Nhậm Hòa mà nói căn bản không tính là gì, 500 vạn đô la đổi cái mạng tuyệt đối là đáng giá. Lúc này Steve lại lâm vào rối rắm, 5 triệu đô la Mỹ A, à, hiện tại mình cũng bỏ cờ bạc, nếu như có thể có 5 triệu đô la Mỹ nơi tay, như vậy nửa đời sau mình đều đem cơm áo không lo. Hắn cũng đang phán đoán Nhâm Hòa có phải đang lừa gạt hắn hay không, ai cũng chưa từng thấy kỵ sĩ, cũng không ai cùng hắn ở chung qua, ngoại giới biết nhiều nhất chính là kỵ sĩ rất trâu bò ở lĩnh vực vận động cực hạn giống như chúa tể vậy. Còn uy tín của nhau thì sao? Hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bán nhậm hòa cho NSA có được 5 triệu đô la không? Rõ ràng là không thể. Hơn nữa một khi mình bán đứng nhâm hòa cũng có nghĩa là mình sẽ tiến vào trong tầm mắt của Cục An ninh Quốc gia. Người ta cũng sẽ nghĩ lại, kỵ sĩ vì sao lại tìm tới cậu? Đối phương thế nào cũng phải quan sát hắn một đoạn thời gian chứ. Cảm giác bị các vị an ninh quốc gia theo dõi cũng không dễ chịu. Cho nên giờ phút này, mình là trong nguy hiểm phú quý cầu đi tranh thủ 5 triệu đô la kia, hay là tố cáo nhâm hòa đổi lấy bình an đây? Trong lòng Steve vô cùng rối rắm, nhưng mà bản thân hắn chính là một tên đạo tặc, chuyện mạo hiểm đã sớm làm qua không biết bao nhiêu lần, trong máu liền chảy xuôi dòng máu mạo hiểm. Hơn nữa, nhậm hòa căn bản không cho hắn cơ hội tố cáo được không? Người của anh ở trên thuyền sao? Nhâm hòa vui tươi hớn hở hỏi. Steve vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui tươi hớn hở của nhâm hòa thì có chút khó chịu dựa vào cái gì mà mình lo lắng không yên đối phương lại giống như không có việc gì hắn đều sắp lo lắng muốn chết mỗi ngày ăn cái gì đều không cảm giác được khẩu vị buổi tối cũng mất ngủ kết quả thiếu niên này ngược lại là rắm cũng không có không có so sánh sẽ không có thương tổn Steve quả thực thần mợ nó phiền nhưng khi nhâm hòa hỏi Steve vẫn thành thật trả lời ừ ngay trên thuyền anh ta là thuyền phó của chiếc du thuyền này đi lên là có thể gặp anh ta. Vậy đi thôi, Nhâm Hòa dẫn đầu đi lên thuyền, hành lý của hai người ở trên mặt đất, Nhâm Hòa một chút ý tứ cầm cũng không có. Đi em gái ngươi a, à, Steve lúc ấy cả người đều không tốt, chính mình quả thực trở thành người hầu của đối phương được không, anh còn có thể đúng lý hợp tình một chút sao? Nhưng mà cái này hành lý là không thể để ở chỗ này, Nhâm Hòa đoạt tới xuống ống toàn bộ ở bên trong, Steve cũng là phí chính trâu hai hổ lực tìm người đem hành lý cho vụn trộn nhét vào. Kỳ thật nhâm hòa cũng có chút may mắn, nước Mỹ chưa từng trải qua sự kiện 911 ở phương diện kiểm tra an ninh hoàn toàn không cùng cấp bậc với kiếp trước. Tuy rằng mang theo súng lên thuyền sẽ có chút mạo hiểm, nhưng mà Nhâm hòa không có lựa chọn nào khác, ở một quốc gia xa lạ không có súng sẽ không có cảm giác an toàn. Chỉ vì mang hành lý này vào, nhâm hòa đã bỏ ra 7.000 đô la còn lại trên người, hiện tại nhâm hòa đã không còn xu dính túi, thẻ ngân hàng trước khi trở lại nước lại không thể dùng, điều này vô cùng túng quẩn. Nhưng mà sau khi tiến vào nhâm hòa còn hăng hái bừng bừng hỏi, trên du thuyền có sòng bạc hay không? Steve lúc ấy đen mặt nói, bất quá cậu phải hiểu được, chúng ta là tới làm nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ đi sòng bạc quá gây chú ý, hơn nữa anh không phải không có tiền sao? Nhâm hòa vui tươi hớn hở nói, mặc kệ kiếp trước kiếp này hắn đều còn chưa có tiếng vào sòng bạc đâu, không đi vào xem xét sao được, chỉ cần thuyền ra biển quốc tế nhâm hòa liền không có gì phải kiên kỵ nói thật khi đó để cho hắn du hồi về nước đều được. Steve lúc ấy liền bê, đầy rốt cuộc còn có vương pháp hay không, nhớ thương tiền trên người người khác đều đúng lý hợp tình như thế sao. Lão tử đời trước rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện thất đức mới có thể gặp tên này. Phải biết rằng hắn đau đớn sửa đổi rút ra sau khi dính vào đánh bạc, lại từ Ivan nơi đó từ chức công tác, vốn cũng là không có gì tích góp, hiện tại còn sót lại hơn 2.000 đô la Mỹ còn bị nhâm hòa nhớ thương. Hắn dứt khoát không nói lời nào, cái này tiểu tổ tông muốn làm gì làm gì đi chỉ cần có thể đem đối phương tiễn bước steve cũng đã cảm ơn trời đất rồi steve buồn bực không lên tiếng mang theo nhâm hòa cùng đi gặp đại phó nhâm hòa phát hiện steve cùng vị đại phó này dĩ nhiên vẫn là chiến hữu trước kia cũng không biết người ta lăn lộn như thế nào hắn lại lăn lộn thành bộ dáng như hiện tại dĩ nhiên chênh lệch lớn như vậy vị phó thuyền trưởng này cũng thật cao hứng steve có thể tới hơn nữa đặc biệt cho steve cùng nhậm hòa an bài một chỗ ký túc xá sạch sẽ hai người này coi như là thuyền viên phụ trách phục vụ trên tàu nhâm hòa ngược lại cảm thấy rất mới mẻ đây coi như là một loại nhân sinh thể nghiệm a hắn mỗi ngày cần làm chính là cùng steve cùng nhau ở bên cạnh bể bơi bên trong quầy ba cho khách nhân lấy đồ uống cùng rượu đồ ăn vẫn là rất nhẹ nhàng hơn nữa còn có thể nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ bikini rất đẹp mắt ai có thể biết trên chiếc du thuyền này hai nhân viên phục vụ tầm thường như vậy một người dĩ nhiên là một vị đạo tặc tác phẩm nghệ thuật mà một người khác lại là siêu sao kỵ sĩ cấp toàn cầu đây ngay khi nhậm hòa bắt đầu cuộc sống phục vụ mới mẻ của mình người của cục điều tra liên bang cũng đang tìm kiếm du khách trên du thuyền xem có vị tiểu giáo sư trà trộn vào trong đó hay không ngay tại ocean oasis này có một vị đặc vụ chuyên nghiệp của fbi trùng hợp chính là hắn cũng trà trộn vào trong đội ngũ thuyền viên bất quá phụ trách chính là bộ phận phòng khách như vậy hắn sẽ có càng nhiều tiện lợi ra vào phòng khách nhân hơn nữa bảo đảm có thể có cơ hội sàng lọc đến mỗi một vị du khách. Ở bọn họ nghĩ đến, đối phương rất có khả năng len lén lên thuyền hơn nữa trà trộn vào trong đám du khách, nhưng mà bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến nhậm hòa lại có thể ở Mỹ tìm được tiếp trợ lực như vậy, hơn nữa cũng không phải thân phận du khách, mà là thân phận thuyền viên. Cục điều tra liên bang vẫn luôn quan sát đường bờ biển, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Nhậm hòa sẽ nghênh ngang đi lên thuyền, nếu để cho bọn họ biết tình hình thực tế, Steve đời này cũng không cần từ trong ngục đi ra ngoài. Lúc nhâm hòa ở trên thuyền còn có tâm tư đi theo người pha chế rượu học một chút điều chế rượu, hơn nữa đối phương thao tác chế biến rất nhiều loại nước uống hắn vừa học đã biết, bầu rượu ở trong tay hắn chơi cũng rất ra dáng, còn tự nghĩ ra rất nhiều động tác có độ khó cao. Steve ngay tại một bên hờn dỗi, thật mở nó là không có thiên lý, ngay tại trên thuyền này, hai người đồng dạng đều là nhân viên phục vụ, nhưng mà hắn mỗi ngày thu được tiền qua nhiều nhất cũng chỉ 20 đô la, mà nhậm hòa thì ít nhất đều là mỗi ngày 300 đô la. Vậy thì nói lý lẽ ở đâu? Người ta mở nó ở trên thuyền chạy trốn đều có thể từng phút làm giàu có được không? Mình phải có năng lực gì? Đâu còn cần đi trộn tác phẩm nghệ thuật A. À? Nhâm Hòa cũng cảm thấy rất thú vị. Quá trình học tập pha chế rượu rất thú vị. Quá trình thu tiền qua cũng rất thú vị. Rõ ràng giá trị con người đã hơn 10 tỷ. Nếu 10 đồng đô la rơi xuống đất hắn cũng lười nhặt. Nhưng ở thời điểm nghèo rớt mùng tơi không có cách nào sử dụng thẻ ngân hàng, mỗi lần nhận tiền qua 10 đô la đều có thể làm cho hắn vui vẻ nửa ngày. Giống như là trong kiếp trước lúc trước vừa mới lưu hành cướp tiền lì xì liếc mắt một cái, rõ ràng là không có bao nhiêu tiền, lại cướp bay lên. Kỳ thật nhâm hòa có thể có được tiền qua kết xù, không chỉ là bởi vì hắn hiện tại học được kỹ xảo pha chế rượu, mà ngay cả người đang pha chế rượu tiền qua thu nhập cũng không có cao như hắn a à. mà là bởi vì bản thân cậu ấy vốn có thuộc tính mị lực cộng ba dẫn đến rất nhiều du khách nhìn thấy hắn đều sẽ có loại khó hiểu thân thiết cảm giác nhâm hòa mặc dù là cải trang nhưng cũng không có cố ý làm xấu rất nhiều du khách đều cảm thấy thiếu niên phục vụ này sạch sẽ làm cho người ta có loại dị thường hảo cảm thậm chí đến ngày thứ ba có vài nữ hành khách đặc biệt tới tìm hắn nói chuyện phím thậm chí đem tờ giấy viết số phòng mình nhét cho nhâm hòa, ý tứ ám chỉ trong đó quả thực rất rõ ràng. Mỗi khi nhìn thấy một màn như vậy thời điểm Steve cảm giác chính mình phổi đều muốn tức nổ, chính mình bị uy hiếp, khổ bức đi theo tới trên thuyền, kết quả còn muốn mỗi ngày thừa nhận thật lớn tâm lý thương tổn, quả thực không có thiên lý mà. Những người đưa giấy cho nhâm hòa tắt cũng không thiếu mỹ nữ, trong đó thậm chí có một vị mỹ nữ tiểu minh tinh hạng ba nước Mỹ. Steve trong lòng cũng có loại nào đó nghi hoặc, Chẳng lẽ trên thế giới này trời sinh liền tồn tại như vậy một người làm chuyện gì đều có thể nổi tiếng sao? Trên chiếc thuyền này chỉ có hắn rõ ràng nhâm hòa thân phận chân thật, đối phương tại lĩnh vực vận động cực hạn mạnh còn chưa tính, còn có một đoạn tình yêu tốt đẹp. Những thứ này tạm thời cũng không nói cũng được, đối phương dĩ nhiên còn có thể vẽ tranh sơn dầu, còn có thể sáng tác ca khúc, vẫn là cao thủ sử dụng súng, thậm chí còn là một bậc thầy chiến đấu thuật. Này mở nó, thật sự là không có so sánh sẽ không có thương tổn. Nhậm Hòa hiện tại trong tay cũng có chút tiền dư, tiếp tiền gửi ngân hàng ngược lại là giữ lấy. Chỉ là hắn vừa thấy Nhậm Hòa ở trong ký túc xá vui tươi ha hả đếm tiền liền cả người không thích hợp, ta nói. Anh dù sao cũng là kỵ sĩ, như thế nào cũng chưa từng thấy qua tiền giống nhau. Lần đầu tiên dựa vào sắc mặt kiếm tiền, còn cảm thấy rất không tệ, Nhậm Hòa vẽ mặt ngượng ngùng hơn nữa rụt rè giải thích. Đậu xanh, Steve quay lại và nằm xuống ngủ hắn đã phát hiện da mặt dày của vị kỵ sĩ tiên sinh này có thể so sánh với góc tường thành. Nằm nửa ngày cũng không ngủ, Steve nhìn không được châm chọc nói, vị tiểu minh tinh kia hẹn anh đi tới phòng của nàng, anh như thế nào không đi qua chỗ người ta. Người ta thế nhưng là mỗi ngày đi xem anh điều chế rượu, còn nhét cho anh 100 đô la tiền qua, cái này anh cũng không động tâm sao. Đùa gì vậy, nhậm hòa khinh bỉ nói, tôi bán nghệ không bán thân có được không? Anh cho rằng tôi giống anh sao, thần mở nó bán nghệ không bán thân. Còn nữa, sao lại giống như tôi, tôi thế nào a? À? Khi nào mới đến Jamaica đây? Steve gào thét trong lòng. Du thuyền hiện tại vừa mới chạy ra New York 3 ngày thời gian, ngày mai mới có thể đến Miami. Đợi đến khi đến Jamaica cũng không biết lúc nào, Steve cảm giác, chỉ là dọc theo con đường này, nhâm hòa nói không chừng có thể làm giàu. Anh rốt cuộc có giác ngộ của một tên đào phạm hay không? Sáng sớm hôm sau lúc đi làm, bọn nhâm hòa vừa tới vị trí bên cạnh bể bơi, cũng đã có cô gái mượn cơ hội mua đồ uống nói chuyện phím với nhâm hòa. Nhâm hòa cũng rất rõ ràng suy nghĩ của đối phương, không thể không cảm khái tính cách của cô gái Mỹ quả thật khác biệt rất lớn với cô gái trong nước. Cũng không phải nói các nàng giống như là người trong nước nói cởi mở, chơi loạn các loại, mà là sau khi nhìn thấy người mình thích sẽ biểu hiện ra nhiệt tình của mình, sẽ không ra vẻ ruột rè. Nhưng mà nhâm hòa càng cự tuyệt lời mời thiện ý của các nàng, các nàng ngược lại đối với nhâm hòa càng thêm cảm thấy hứng thú. Nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ theo bản năng, như thế nào lúc này liền bỗng nhiên nhảy ra một tên thủ thân như ngọc đâu. Steve ở bên cạnh đen mặt lau chén, quyết định nhắm tay lại không nghe nhâm hòa cùng những cô gái kia nói chuyện phím, mà lúc này, vị tiểu minh tinh kia cũng đi tới phía trước chỗ nhâm hòa ở quầy bar khuôn mặt tươi cười sáng lạng cùng nhâm hòa chào hỏi. Đối phương mặc bikini, trên người khoác một cái khăn tắm thuần trắng, cũng không bơi lội, chính là ngồi ở quầy ba phía trước, cố ý đem dáng người đẩy đà bày ra cho Nhâm Hòa xem. Nói thật Nhâm Hòa cũng là một thanh thiếu niên, cũng là có xúc động. Dưới tình huống như vậy hắn đều còn có thể duy trì sự chung thủy đối với dương tịch, để cho chính hắn đều phải bội phục ý chí của mình. Nhưng mà đối với Nhâm Hòa mà nói, thời điểm tình cảm chưa định có lẽ có thể tiêu xài tuổi thanh xuân hừng hực. Nhưng sau khi bạn ở cùng một chỗ với một người, cần phải trả giá nhiều hơn là trách nhiệm, mà không phải dục vọng không hề khắc chế lòng chung thủy và tin tưởng chính là nền tảng để hai người ở bên nhau giống như một loại khế ước linh hồn giao phó cho nhau sau đó từ nay về sau hai bên đều là độc nhất vô nhị trong thế giới của nhau nhâm hòa có chút nhớ dương tịch trên đường chạy trốn hắn trước nay chưa từng nhớ cô gái từng kết thúc sự độc thân của hắn cũng không biết đối phương hiện tại thế nào có thể cho rằng hắn đã chết có thể khóc vì hắn hay không lúc này lạc thành Dương tịch buổi sáng sau khi rời giường đầu tiên là đem phòng nhậm hòa một lần nữa dọn dẹp lại một chút, đi ra ngoài tìm một khối khăn lau đem toàn bộ phòng đều cho lau chùi một lần, sau đó lại quét rác, lau nhà, thậm chí là lau cửa sổ. Nàng đang dùng phương thức của mình từng bước từng bước quen thuộc nơi này, nơi thiếu niên kia sinh sống 16 năm. Mỗi khi cô nhìn thấy đồ vật có liên quan đến nhâm hòa trong lòng đều đau xót, tiện đa liền có một loại ôn nhu từ trong nội tâm toát ra giống như mình một lần nữa gặp lại thiếu niên kia giống như ánh mặt trời còn tươi sáng đối phương còn đang sáng lạng cười to nhưng sau khi phục hồi tinh thần lại dương tịch liền hiểu tất cả đều không giống nhau trên thế giới này dường như chỉ còn lại mình cô dương tịch cảm thấy mình đại khái là cảm nhận được sự cô độc lúc trước của nhâm hòa trong khoảng thời gian này lão nhâm và mẹ nhâm cũng đắm chìm trong bi thống nhưng mà chuyện của nhâm hòa không thích hợp để lộ ra bọn họ nhờ bạn bè ở mỹ tìm hiểu tình huống sau đó phát hiện chuyện bạn bè hiểu rõ cũng không khác biệt lắm so với miêu tả của dương tịch chỉ là bạn bè cũng không biết người hãm sâu vào vòng vây kia chính là con trai của bọn họ cũng không biết đó chính là kỵ sĩ cho tới bây giờ còn có vô số người chờ kỵ sĩ ra video khiêu chiến mới bọn họ căn bản không biết trên người kỵ sĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ là cảm giác lần này khoảng cách kỵ sĩ thực hiện thử thách có chút dài rõ ràng đã sớm đổi thành kinh ngạc chờ mong kết quả đến bây giờ còn không có mới video công bố bất quá có một điểm không cách nào xác nhận chính là cục an ninh quốc gia vừa không có tuyên bố đối phương tử vong cũng không có tuyên bố bắt giữ chuyện này hiện tại có chút như chưa có giải quyết được nhưng những người đã trải qua chuyện kia đều cho rằng tình huống lúc trước của nhâm hòa hẳn phải chết không thể nghi ngờ sau khi dương tịch về nước mỗi ngày đều gọi điện thoại cho lão vương muốn bọn họ hỗ trợ xác nhận tình huống một chút cho dù là xác nhận thi thể nhâm hòa ở đâu cũng được tuy nhiên lão vương cũng không thể nhận được thông tin chính thức từ cục an ninh quốc gia trong khoảng thời gian này mẹ nhậm ngay cả công ty cũng không đi mắt cũng sắp khóc mù rồi nhưng cách trùng dương xa xôi bọn họ cũng không có biện pháp tốt hơn tiền tài ở trước mặt bộ máy quốc gia vĩnh viễn không đáng nhắc tới tình cảm của mẹ nhậm đối với dương tịch vô cùng phức tạp bà biết rõ đã cảm thấy cô gái này liên lụy đến con trai mình chết tha hương nhưng bà lại có chút hận không nổi Mỗi ngày Dương Tịch đều dậy sớm làm bữa sáng cho cô, cho dù làm không tốt cũng phải làm. Mặc kệ mẹ nhậm nói chuyện khó nghe cỡ nào, Dương Tịch cũng đều mỉm cười lắng nghe, cho tới bây giờ cũng không cãi lại, hơn nữa không hề gọi mẹ nhậm là gì, mà là gọi mẹ. Một tiếng này một tiếng mẹ gọi làm tim mẹ nhậm tan nát, có một đêm mẹ nhậm rơi giường phát hiện đèn trong phòng nhậm hoa còn mở, bà đi vào liền phát hiện Dương Tịch đang trốn trong chăn nước nở. Lòng người đều là thịt, mẹ nhậm rốt cục cũng hiểu được một chuyện, cô gái này đối với con trai mình tình cảm sâu đậm khó trách con trai mình nguyện ý vì nàng mà trả giá sinh mệnh sau đó mẹ nhậm tìm dương tịch nói chuyện riêng mẹ rất muốn trách con nhưng không biết tại sao bây giờ cũng không trách được con đi đi bắt đầu lại cuộc sống mới của con nhưng dương tịch sống chết cũng không đi nhâm hòa cho con cơ hội sống sót của anh ấy sau này con sống vì anh ấy sinh mệnh của con không thuộc về mình nữa con muốn làm xong chuyện anh ấy muốn làm Nhâm Hòa đã từng nói với cô rất nhiều chuyện muốn làm, ví dụ như bay lượn trên bầu trời, ví dụ như nhảy dù trên cao, xác định địa điểm nhảy dù, ví dụ như lướt sóng, ví dụ như nhảy cầu trên vách núi, và hiếu kính cha mẹ. Dương Tịch thậm chí bắt đầu chế định kế hoạch huấn luyện cho mình, hy vọng một ngày nào đó sau khi mẹ nhậm và lão nhậm trăm tuổi, cô có thể có cơ hội giúp anh hoàn thành những môn thể thao cực hạn còn lại, cho dù là chết trong quá trình này cũng không sao cả. Khi đó cô đại khái đã bốn năm mươi tuổi, đi làm vận động cực hạn cơ bản không khác gì chịu chết, nhưng mà cô thật sự muốn chết sớm một chút, đi cùng nhâm hòa, không để cho anh cô đơn nữa. Mẹ nhậm cũng không còn cách nào khác, đành để mặc cô ở nhà. Trong lúc đó Tô Như Khanh đặc biệt đi tới Lạc Thành muốn gặp Dương Tịch một lần, sau đó mang theo nàng trở lại Kinh Đô. Một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, ngay cả Tô Như Khanh cũng không nghĩ tới nhâm hòa sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhanh như vậy. Hơn nữa chuyện ngoài ý muốn này cũng không phải vì chơi vận động cực hạn, mà là vì hai cha con Dương Ân và Dương Tịch. Cho nên tâm tình Tô Như Khanh cũng phức tạp, cô thậm chí không biết nên nói gì với Dương Tịch. Dương Tịch cuối cùng cũng không gặp cô, chỉ nói rõ quyết định của mình trong điện thoại liền cúp điện thoại, không ai có thể thay đổi quyết định của Dương Tịch. Dương Tịch nhàn rỗi không có việc gì còn có thể đi nhất trung, nơi này là chỗ nàng cùng nhậm hòa lúc ban đầu gặp nhau, đứng ở trong sân trường, nàng vô cùng khát vọng thời gian có thể một lần nữa tới qua một lần nếu như thời gian quay trở lại cô sẽ không rời khỏi lạc thành sẽ không đi mỹ không đi đâu cả ở chỗ này cùng nhậm hòa bên nhau cả đời nhâm hòa khi còn sống luôn nói với cô thích nhất vẫn là lạc thành thành phố nhỏ an giật dương tịch cảm thấy nửa đời sau của mình ở lại thành phố đối phương thích cũng rất tốt đi một lần con đường anh đã từng đi qua ăn những thứ anh đã ăn lời bài hát không quan trọng lúc này người dùng trên Weibo bỗng nhiên phát hiện dương tịch trước sau như một mỗi ngày đều phải A còng, kỵ sĩ tương tác một chút, hoặc là nói chuyện thường ngày xảy ra hôm nay, thỉnh thoảng còn làm nũng. Nhưng kỵ sĩ không trả lời nữa, ngày nào cũng vậy. Kỵ sĩ giống như biến mất khỏi toàn bộ thế giới, có người suy đoán, đại khái kỵ sĩ đi hoàn thành khiêu chiến mới cho nên không rảnh trả lời. Mọi người cũng đang chờ mong sau khi kỵ sĩ trở về sẽ phát sinh tương tác gì với dương tịch. Một đoạn thời gian trước, một đám fan mỗi ngày đều chỉ vào xem bọn họ tương tác tiêu khiển cuộc sống. Hôm nay tớ quét dọn phòng anh một lần, phát hiện phòng anh bẩn quá, làm em mệt muốn chết rồi, mau khen em đi. Em phát hiện trong tủ đầu giường anh nhét hai đôi vớ bẩn lâu năm, em giặt sạch rồi, mau khen em đi. Hai đôi vớ kia ở trên giá áo theo gió ngoài cửa sổ thổi vào theo gió phiêu diêu, mà Dương Tịch thì ôm điện thoại di động ngồi ngẩn ngơ trên ban công nhà Nhâm Hòa, cô rất muốn lúc này Nhâm Hòa có thể đi ra khen cô nghĩ nghĩ cái mũi liền chua xót ánh mắt liền đỏ cậu như thế nào còn không đi ra khen tớ khi dương tịch quét dọn dưới giường nhâm hòa bỗng nhiên phát hiện bức tranh phát họa của mình lúc trước giấu ở khe hở phía dưới cô nhớ tới nhâm hòa từng nói đùa với cô nhà tớ có một bé gấu tớ sợ nó gây tai họa còn đặc biệt giấu ở dưới giường khi nhìn thấy bức tranh này dương tịch cảm thấy nhâm hòa giống như đang ở bên cạnh mình có đôi khi nàng đều suy nghĩ linh hồn nhâm hòa có thể hay không đã vượt qua đại dương trở lại bên cạnh mình, nói không chừng bây giờ đang ở trong phòng này đâu. Nhưng, nếu cậu đã ở đây, tại sao còn không ra ngoài khen ngợi tớ? Chúng ta đi sòng bạc xem thế nào. Khi du thuyền Ocean Oasis xa hoa chạy đến ngày thứ năm sắp đến Miami, Nhâm Hòa bỗng nhiên lại nhớ tới hứng thú của mình về du thuyền sòng bạc. Kiếp trước xem qua nhiều phim như vậy đều là đánh bạc trên du thuyền, cái gì mà thần bài châu Á các loại nhân vật thoạt nhìn giống như rất trâu bò lúc này tiền trong tay nhâm hòa đã không thể so với trên người steve tất cả tiền gửi ngân steve bắt đầu thật sâu hoài nghi thế giới này có phải hay không đối với hắn có điểm không công bằng nhẹ nhàng buông lỏng kiếm tiền hơn nữa còn có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ đây quả thực chính là hắn tha thiết ước mơ cuộc sống trên thực tế các cô gái nước mỹ dám yêu dám hận cái gì đó cũng là xem mặt đấy mà steve bộ dáng cũng không có đẹp mắt muốn đi thì đi steve ở trong ký túc xá đen mặt bất quá tôi muốn nhắc nhở anh chính là nếu như thua sạch, đừng hy vọng tôi sẽ cho anh mượn tiền. Hắn ở trên mặt cờ bạc phí thời gian nửa đời trước của mình, Steve Phi thường hiểu được đạo lý 10 cược chính thua này, muốn từ trên mặt cờ bạc kiếm tiền kia căn bản là si tâm vọng tưởng. Đây là một cái động không đáy, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ đổ vào. Hắn giờ này khắc này thậm chí có chút hả hê nghĩ, nếu nhâm hòa có thể đem tiền trên người hắn thua sạch thì tốt biết bao nếu có thể làm cho vị kỵ sĩ này lại dính vào thói quen đánh bạc bại sạch gia sản của hắn chỉ sợ trong lòng steve có thể hả hê không ít nhâm hòa vui tươi hớn hở nói yên tâm không tìm anh vay tiền dù sao mỗi ngày tôi đều có tiền qua tiền thôi đủ xài là được nói thật hắn đối với cái này thật đúng là không có khái niệm gì ở trên du thuyền kiếm tiền cho dù là lúc này tất cả đều tiêu ra ngoài cũng không sao cả dù sao sau khi về nước hắn lại là giá trị con người 10 tỷ ông chủ lớn của tập đoàn Thanh Hòa. Cũng không biết sản nghiệp của tập đoàn Thanh Hòa thế nào. Trước khi New York đại khai sát giới, cổng thanh toán Thanh Hòa còn cần chậm rãi đẩy mạnh. Dùng đại lượng công tác đi chậm rãi thay đổi thói quen sinh hoạt của mọi người, độ khó này kỳ thật lớn nhất mà mấy hạng mục khác trên thực tế đều đã đi lên chính quy. Khiến nhâm hòa không nghĩ tới chính là, trong một loạt các ngành nghề này, hạng mục Weibo này bỗng nhiên sinh ra số lượng người sử dụng vượt xa tưởng tượng, mà số lượng người sử dụng này cũng sẽ trở thành trợ lực cho các ngành nghề khác trong quá trình vô tri vô giác. 18 chi nhánh trong tập đoàn Thanh Hòa đều không tồn tại quan hệ cạnh tranh, chúng là một vương quốc sản nghiệp Internet hoàn chỉnh, hai bên là vòng tuần hoàn tốt nhất, nhất vinh câu vinh, một tổn hại, những thứ khác cũng chưa chắc tổn hại. Một cái quái vật khổng lồ trong lĩnh vực Internet đang chậm rãi thành hình nói nhâm hòa bây giờ là con người có giá trị trăm tỷ chỉ sợ nói còn có chút thấp, trên thực tế đã xa xa không chỉ con số này. Loại cuộc sống này là Steve không có cách nào tưởng tượng, hắn từ khi trở thành đạo tặc của tác phẩm nghệ thuật về sau, trộm cắp tổng giá trị cũng bất quá là hơn 10 triệu đô la Mỹ, còn tất cả đều đánh cược đi ra ngoài. Lần này nếu như không phải lão bà muốn cùng hắn ly hôn mang theo hài tử tái giá người khác, hắn chỉ sợ như cũ khăng khăng một mực. Nhưng mà Steve đau trứng nhất tuyệt đối không phải vị thiếu niên kỵ sĩ này giá trị con người đến cùng có bao nhiêu, mà là đối phương cho dù trên người không một xu dính túi, cũng giống như là một cổ máy kiếm tiền di động đồng dạng. Hắn cười lạnh nói, đi đánh bạc đi, đem tiền trên người đánh bạc xong, kỵ sĩ tiên sinh của chúng ta còn có thể dùng thân thể đi cùng vị tiểu minh tinh kia đổi tiền. Nhâm hòa liếc tên này một cái, nếu như không phải gần đây ở chung coi như tương đối tốt, giống loại này châm chọc khiêu khích mặt hàng, phỏng chừng phải khóc ít nhất 20 phút mới được. Steve tuyệt đối không biết chính mình cùng cái dạng gì vận rủi sát vai đồng hành, càng không biết nhâm hòa trong tay còn có cao cấp nước thuốc nôn mửa như vậy đại sát khí. Cao cấp thuốc nôn mửa loại này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, kia thật là ai dùng người đó biết. Ngay tại trong ánh mắt nhìn có chút hả hê của Steve, sau khi tan tầm nhàn rỗi không có việc gì làm nhâm hòa thay một thân thường phục liền ra cửa. Nhưng mà nhâm hòa cũng không phải dự định trực tiếp đi đánh bạc, đánh bạc thắng cố nhiên cao hứng, đánh bạc thua cũng rất khó chịu a, à, cho nên hắn dự định thử xem có thể lợi dụng thiên phạt hệ thống làm chút kỹ xảo đánh bạc hay không. Ví dụ như Tết Giác Hâu Em, Black Jack các loại trò chơi đánh bạc, trên thực tế đều là trò chơi xác suất. các sòng bạc lớn đối với phương diện tính bài điều tra rất nghiêm ngặt. Tính bài kỳ thật không tính là vi phạm, nhưng mà trên thế giới này luôn không thiếu người thông minh, người bình thường nhìn thấy mặt bài chỉ có thể nhìn thấy thắng thua, mà bọn họ ở chia bài mỗi khi phát ra một lá ác chủ bài trong mắt nhìn thấy đều là xác suất đương nhiên cái này cần toán học phi thường tốt mới được nhưng nhậm hòa toán học trình độ cũng chỉ là bình thường mà thôi siêu cường trí nhớ cố nhiên có thể trợ giúp hắn ghi nhớ các lá bài nhưng là tính xác suất sự tình đối với hắn mà nói vẫn là quá khó khăn loại chuyện tính toán xác suất lá bài này chơi tốt cả đêm thậm chí đều có thể từ trong sòng bạc mang đi mấy trăm vạn đô la mỹ nhưng tiền sòng bạc cũng không phải dễ kiếm như vậy. Ở Las Vegas, tính bài nếu như bị bắt, bị đánh đến chấn thương khó khăn trong việc đi lại đều là nhẹ. Bất quá trên du thuyền, cũng không có nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy đi quan sát từng dân cờ bạc có phải đang tính bài hay không. Đây là Ocean Oasis. Nó chính là một chiếc du thuyền bình thường. Đánh bạc cũng chỉ bất quá là hạng một bổ sung mà thôi. Cũng không phải một chiếc du thuyền chuyên loại hình này. Nhâm Hòa ảo tưởng chính mình có thể ở trên du thuyền này lợi dụng đánh bạc phương diện kỹ xảo đại sát tứ phương, giống như là kiếp trước nhìn thấy những vị thần bài H -O -N -G, -K -H -O -N g n -G trên phim ảnh chẳng hạn, hoặc nhìn thật sự là quá trâu bò. Nhưng muốn có được kỹ xảo tương quan, đầu tiên hắn phải sáng tạo ra thành quả văn hóa, sau đó Hoàng Mỹ hoàn thành nhiệm vụ thiên phạt hệ thống cho, cuối cùng chọn phương hướng khen thưởng, kỹ xảo cơ bản cần một lần nhiệm vụ, kỹ xảo chuyên tinh cần hai lần nhiệm vụ cấp đại sư thì cần ba lần. Nhâm Hòa cảm thấy mình làm một chuyên gia kiếm chút tiền là được, không cần phải tốn nhiều trắc trở như vậy đi làm một đại sư. Thật sự là hắn muốn kỹ xảo đẳng cấp cao như vậy cũng vô dụng a. À, lúc trở về cùng lão Nhâm, Nhâm mụ đánh địa chủ dùng. Vậy mẹ nó không phải nói đùa sao? Trên du thuyền này có đàn dương cầm, Nhâm Hòa chỉ cần đi đàn hai ca khúc, lập tức có hai nhiệm vụ sinh ra. Nhưng vấn đề là thân phận chạy trốn của mình có độ liên quan rất cao với đàn dương cầm, cho nên mình hoàn toàn không cần phải đi gây phiền toái này nhâm hòa càng có khuynh hướng tùy tiện chọn ra hai ca khúc viết ra không bằng suy nghĩ một chút sau khi trở về ca khúc trong album tiếng trung mới của dương tịch dù sao con đường ca hát của dương tịch vẫn phải tiếp tục viết sớm viết muộn đều là viết nỗi nhớ của nhâm hòa đối với dương tịch trên du thuyền càng ngày càng tăng cho nên vừa nghĩ tới nhiệm vụ theo bản năng liền nghĩ đến dương tịch người còn chưa về nước đã bắt đầu suy nghĩ nên chọn ca khúc cho album của đối phương như thế nào chỉ là chọn cái gì cho tốt đây có rồi căng thẳng của vương phi trời tối đen của tôn yến tư một bài là ca khúc vàng kinh điển của thiên hậu vương phi một bài là ca khúc được yêu thích nhất trong tất cả các ca khúc của tôn yến tư hai bài này vừa vặn hát cho dương tịch bài hát trời tối đen này từng là một trong những ca khúc nhâm hòa thích nhất trong kiếp trước trong lúc ngâm nga luôn có một loại cảm giác không giống nhau nhưng mà ca mặc dù dễ nghe nhưng khi nhâm hòa tìm giấy bút đem chúng nó viết ra thiên phạt hệ thống liền đúng hẹn mà tới. Nhiệm vụ, quyên góp được 10.000 đô la trên du thuyền trong vòng 1 giờ, vật chủ không hoàn thành hình phạt phải nhảy xuống biển và bơi trở lại nước. Nhiệm vụ, đem quyên góp được 10.000 đô la đưa ra ngoài, thời hạn 2 giờ, chưa hoàn thành trừng phạt ký chủ ở trên bon tàu trồng chuối một ngày. Nhâm Hòa sau khi nghe được hai nhiệm vụ đứng ở nơi đó mê mang nửa ngày, trên du thuyền quyên góp. Lấy danh nghĩa gì quyên góp? Thân thể mình kiện toàn, du khách người ta dựa vào cái gì đem tiền quyên góp cho hắn người chính là nói muốn đi làm từ thiện người ta tin ngươi mới được a à. kỳ thật mấu chốt của nhiệm vụ này chính là làm sao lấy được lòng tin của người khác hơn nữa không chỉ phải quyên góp còn phải đưa đi tặng cho ai mình nói muốn tặng cho trẻ em vùng núi nghèo khó trong vòng 2 giờ cũng không đưa đến tay người ta nếu như không hoàn thành nhiệm vụ liền muốn bơi về nước vậy mở nó cũng hơn nửa vòng trái đất đi trừ phi bất đắc dĩ nhâm hòa tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường này còn có cái kia bon tàu trồng chuối một ngày lại là cái quỷ gì a à? nhậm hòa phỏng chừng đứng trồng chuối không đến 2 giờ quản lý nhân viên phục vụ trên thuyền sẽ tới tìm hắn nói chuyện nên hoàn thành nhiệm vụ như thế nào đây nhâm hòa đứng ở hành lang suy nghĩ nửa ngày lúc này steve thấy nhâm hòa đi ra ngoài tâm tư cũng có chút thả lỏng lúc này du thuyền chạy trên mặt biển đã không có tín hiệu nhâm hòa lúc này nhất định không có cách nào đem nhược điểm của mình nói ra ngoài theo đạo lý mà nói hai người hẳn là hoàn cảnh giống nhau cũng không có cách nào liên lạc với bên ngoài nhưng vấn đề là vị chiến hữu kia của hắn cũng chính là chỗ thuyền phó trên thuyền là có một chiếc điện thoại vệ tinh có lẽ chiếc điện thoại vệ tinh này chính là mấu chốt để mình chiến thắng nhưng mà hiện tại xem ra trên thuyền hình như cũng không có gì nguy hiểm chính mình có phải hay không có thể bình tĩnh chờ đợi đối phương xuất ngoại sau đó đi lấy 500 vạn đô la Mỹ. Không có nguy hiểm còn có thể kiếm đến một khoản tiền lớn. Chuyện này đối với Steve hấp dẫn thật sự có điểm quá lớn. Nếu như không có số tiền này, coi như Steve sau khi trở về cũng cần làm lại nghề cũ mạo hiểm đi làm một phiếu. Nửa đời sau mới có thể có đầy đủ bảo đảm. Đang lúc Steve suy nghĩ, nhâm hòa bỗng nhiên trở lại, mở cửa nói với Steve, nào, phối hợp với tôi diễn một vở kịch, nhanh lên. Steve lúc ấy mặc liền đen ta dựa vào cái gì phải phối hợp anh diễn trò trong lòng hắn liền suy nghĩ người này cũng thật thú vị ta là tới đưa anh xuất ngoại rõ ràng chính là cùng ân nhân cứu mạng đồng dạng tồn tại kết quả như thế nào làm cho giống như là cái người hầu đồng dạng Steve ngoài miệng còn trào phúng anh hẳn là để cho vị tiểu minh tinh kia tới giúp ngươi diễn trò dù sao người ta là chuyên nghiệp Steve phải thừa nhận nhìn thấy vị minh tinh xinh đẹp kia hướng nhậm hòa yêu thương nhung nhớ hắn là có chút cảm giác bất công. Cho nên sau khi nói xong những lời này, Steve liền xoay người đối mặt với tường chuẩn bị giả vờ ngủ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt hắn vừa vặn xoay qua, hắn bỗng nhiên nghe được sau lưng có tiếng súng lục lên đạn cạch cạch. Steve lúc ấy tóc gáy liền dựng thẳng lên, tôi diễn tôi diễn. Mở nó, một lời không hợp liền rút súng ra, mở nó ai chịu được. Steve trong lòng rất rõ ràng đối phương đang ở trên đường chạy trốn dễ dàng là sẽ không nổ súng, nhưng mà chiến tích kia của đối phương thật sự là làm cho trong lòng người ta có chút sợ hãi. Này mở nó là mảnh nhưng thật sự dám cùng Cục An ninh Quốc gia tại trung tâm thành phố New York khai chiến. Steve khó có thể tưởng tượng đối phương lúc ấy ở trên cao ốc khí diễm có bao nhiêu chói lọi. Hắn chỉ là biết, đối phương muốn giết hắn quả thực cùng giống như chơi đùa. Hắn vô cùng hoài nghi, nhâm hòa hiện tại đối với sinh mệnh còn có kính sợ hay không, khi một người hung hãn như thế lại mất đi kính sợ đối với sinh mệnh đó chính là một chuyện vô cùng đáng sợ. Sẽ có vô số người chết trong tay hắn. Nhâm Hòa vui tươi hớn hở giấu súng về trên người, cười nói, tôi cảm thấy hợp tác của chúng ta sẽ rất vui vẻ, anh nhất định rất vui vẻ, đây là một chuyện có lợi cho anh. Có lợi. Tiếp nửa tin nửa ngờ nhìn Nhậm Hòa, con hàng này khi đối mặt với mình miệng đầy mê sản, căn bản là không thể tin được. Nhưng là hai người trong quá trình ở chung Steve cũng phát hiện, đối phương kỳ thật vẫn là rất đáng tin cậy tại quá trình vận hành lý tiến vào cảng thời điểm, nói muốn lấy 7.000 đô la Mỹ, nhậm hòa cũng rất dứt khoát đem trên người tất cả tiền đều móc ra, không có nửa điểm do dự, cũng không có uy hiếp Steve đi gom góp tiền này. Cho nên Steve cũng có chút mâu thuẫn, buông nhậm hòa thu tiền qua số lượng hoàn toàn nghiền ép hắn bên ngoài. Steve vẫn là tương đối thoải mái, cũng không có quá nhiều bị uy hiếp cảm giác, ưng, ừ, còn có ngoại trừ nhậm hòa rút xuống thời điểm. Làm chuyện này khẳng định không thể dùng diện mạo thật, nhâm hòa để cho Steve cho hai người bọn họ thay đổi một bộ cải trang, đây cũng là chuyện Steve tương đối am hiểu. Nhâm hòa mang theo Steve đi xuống du thuyền, mục tiêu chính là nhà hàng buffet trên du thuyền. Thông thường mỗi bữa chính trên thuyền đều là tự phục vụ, muốn ăn ngon hơn thì có thể mặc âu phục, lễ phục đến nhà hàng cao cấp hơn. Bất quá dưới tình huống bình thường, người trong nhà hàng buffet đều là nhiều nhất. Nhâm Hòa mang theo Steve một đường đi về phía nhà hàng buffet, Steve có chút mê mang, cũng không biết nhâm hòa muốn làm gì, lại càng không biết mình muốn diễn cái gì, đối phương ngay cả kịch bản cũng chưa từng nói với mình. Đến nhà hàng buffet, nhâm hòa nhìn hơn một ngàn người đang dùng cơm cũng rất vui vẻ, càng nhiều người càng tốt. Ngay tại Steve còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nhậm hòa bỗng nhiên mở miệng lớn tiếng hấp dẫn tất cả đang dùng cơm du khách lực chú ý, chào mọi người. Rất mạo muội quấy rầy mọi người dùng cơm thời gian, sự tình là như thế này, vị bằng hữu này bên cạnh tôi mắc phải ung thư bàng quang, nhưng là hắn lại không có tiền đi chữa trị trong nhà hắn còn có vợ con vợ anh ấy cũng không có công việc ổn định ở trong cái này thời gian khó khăn có thể cùng mọi người ngồi cùng một chiếc du thuyền chính là một loại duyên phận chỉ hy vọng mọi người có thể sang sẻ ra một ít tình yêu thương đến trợ giúp vị bằng hữu bị bạo bệnh này của tôi có thêm một tia hy vọng. Steve bối rối ung thư bàn quang tôi cái quỷ gì thế này anh nhà có phải hay không có bệnh đêm hôm khuya khoắt chạy tới nháo trò gì cái nồi này hắn cũng không cổng nhưng mà ngay khi steve vừa chuẩn bị lên tiếng phản bác nước mắt ào ào một cái liền chảy ra khóc thật là thương tâm các du khách đang ăn cơm ở hiện trường cũng có chút mơ hồ sao nói khóc là khóc chứ nhậm hòa nhỏ giọng an ủi nói hảo hảo khóc đừng nói chuyện cho anh kiếm tiền đấy sau đó bắt đầu ra sức cho du khách giảng giải steve nửa đời trước bi thảm tao ngộ dù sao là cái gì thảm liền nói cái đó ngay từ đầu các du khách là có chút không tin nhưng mà Steve đều khóc hơn 10 phút còn một chút dừng lại ý tứ đều không có, khiến lòng trắc ẩn của bọn họ cho tan chảy liền khóc lên. Có một người phụ nữ da trắng trung niên nửa tin nửa ngờ đưa 10 đô la, cô nghĩ, mặc kệ là thật hay giả, liền khóc thảm thiết như thế, cho 10 đô la cũng không tính là chuyện gì. Steve lúc ấy cũng sắp sụp đổ, khó trách nhâm hòa căn bản ngay cả cùng hắn câu thông diễn như thế nào cũng không có, hắn chỉ cần khóc là tốt rồi. Nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Nhâm Hòa lại làm một vở kịch như vậy? Hơn nữa, vấn đề lớn nhất chính là, mình rốt cuộc là như thế nào khóc thảm thiết vậy? Còn có, mình đây mở nó là muốn khóc tới khi nào đây? Hai ngày nay Steve thường xuyên đối với Nhâm Hòa châm chọc khiêu khích, Nhâm Hòa là đã sớm muốn đối với hắn dùng nước thuốc rơi lệ. Hôm nay lần này mượn cớ đóng vở kịch tiếp ung thư bàn quan quyên góp vừa vặn một hòn đá ném hai chim, nhâm hòa cảm thấy mình quả thực là quá cơ trí có người đầu tiên quyên tiền thì có người thứ hai, hơn nữa rất nhiều người vừa ăn cơm vừa quan sát gần 20 phút, chính là muốn nhìn xem việc này rốt cuộc có phải là sự thật hay không. Ai nói rằng sẽ không có kẻ lừa đảo trên tàu du lịch. Còn có mỹ nữ lái xe sang trọng ở giữa đường cao tốc nói dối mình không có tiền cố gắng. Nhìn hơn 2 phút đồng hồ, lúc này Steve rốt cuộc cảm thấy nước mắt của mình sắp ngừng lại, hắn có chút may mắn, chính mình rốt cuộc không cần khóc tiếp. Tuy rằng không biết vì sao mình khóc, nhưng steve cũng không phải kẻ ngốc hắn dám khẳng định điều này có quan hệ nhất định với nhâm hòa chỉ là không biết nhâm hòa làm sao làm được hắn phi thường hiểu rõ nhâm hòa nhất định là dùng thủ đoạn nào đó lợi dụng mình để chiếm được sự đồng tình của mọi người mình vừa khóc như vậy mọi người phỏng chừng sẽ tin tưởng nhưng steve không muốn số tiền đó nước mắt từ từ ngừng lại lúc này bỗng nhiên có người tiến lên hỏi tôi muốn biết một chút triệu chứng cụ thể của ung thư bàng quang Nhâm Hòa nhìn đối phương thần sắc tuyệt đối không phải nghi hoặc, mà là hoài nghi, đây là có bản chất khác nhau. Nói không chừng đối phương cũng rất rõ ràng ung thư bàn quan sẽ có phản ứng gì, hỏi như vậy chính là muốn xem hai người này có phải là kẻ lừa đảo hay không. Nhưng mà ung thư bàn quan bản thân chính là Nhâm Hòa bị đặt, hắn nào biết ung thư bàn quan sẽ có triệu chứng gì a? À? Trả lời thế nào? Steve nhìn Nhâm Hòa thỉnh thoảng liếc hắn một cái đồng thời làm bộ trầm mặt không nói bộ dáng trong lòng bỗng nhiên dâng lên loại nào đó không rõ dự cảm. Tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn thấy nguyên bản cũng đã sắp ngừng lại nước mắt tiếp bỗng nhiên oa một tiếng lại khóc lên. Bên cạnh có người bắt đầu trách cứ cái kia hỏi nam tử, người đáng thương như vậy anh đều muốn nghi ngờ sao? Người đàn ông hỏi cũng có chút mơ hồ, sao lại khóc lên? Cũng chính là cái này chuyển ngoặt, toàn bộ trong nhà hàng tất cả mọi người bắt đầu tiếp tục quyên tiền, thậm chí có người móc ra một ngàn đô la Mỹ, còn có một cái vừa nhìn giống như là người thành công trung niên nhưng móc ra 5.000 đô la Mỹ, hơn nữa nghiêm túc an ủi Steve. Steve lúc này nội tâm giống như là ngây ngốc vậy, chính mình thật vất vả muốn ngừng lại nước mắt, lúc này bỗng nhiên lại tuôn ra, chính mình đều mở nó không có một chút phòng bị. Đồng đô la màu xanh lá cây giống như bông tuyết bay đến trong lòng nhâm hòa, nhâm hòa thấy chênh lệch không nhiều lắm liền cúi đầu trước Steve. Hắn nhưng là rõ ràng, cái này Steve trong khoảng thời gian này bản thân liền không có ý định hoàn toàn phối hợp hắn. Hơn nữa nói không chừng còn đang suy nghĩ như thế nào hố hắn một phen, cho nên nhâm hòa một chút ấy nấy cũng không có. Hơn nữa, số tiền này là dành cho Steve. Sau khi hai người trở lại ký túc xá rửa sạch trang điểm, Steve lại đen mặt, mắt đỏ bù đắp lại trang điểm ban đầu cho nhâm hòa. Nhâm hòa ngồi ở trên giường đếm tiền, vừa đếm ngược lại càng hoảng sợ, một hơi này dĩ nhiên quyên góp hơn 3 vạn đô la Mỹ. Nhâm hòa chính mình cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ quyên góp được nhiều như vậy, xem ra Steve khóc hơn 40 phút này vẫn là đáng giá A, à. nhâm hòa vui tươi hớn hở nghĩ đến. Steve ở bên cạnh trông mong nhìn cái kia hơn 3 vạn đô la, nhậm hòa từ bên trong đếm ra một vạn đô la đưa cho Steve. Steve lúc ấy liền bê, không phải quyên góp cho tôi sao, anh giữ nhiều như vậy làm gì? Còn có vương pháp hay không, rõ ràng quyên góp hơn 3 vạn, chính mình ước chừng khóc hơn 40 phút, kết quả anh cầm hết. Nói thế nào cũng phải chia đều được không? Nhưng mà nhiệm vụ của Nhâm Hòa chính là muốn đem một vạn tiền thưởng quyên cho người khác A. À, thiên phạt hệ thống cũng không nói muốn đem tất cả tiền đều quyên đi. Bất quá Nhâm Hòa suy nghĩ một chút, vì để đảm bảo an toàn, vì khen thưởng cấp hoàng Mỹ. Nhâm Hòa tính toán ra 5 đô la Mỹ đưa cho Steve. Steve tại chỗ liền thiếu chút nữa đem 5 đô la Mỹ cho ném xuống đất. Cái này mở nó bố thí ai đây? Nhưng mà 5 đô la cũng là tiền A. À? trên người mình nguyên bản cũng chỉ còn lại có hai đô la không nghĩ tới không đến một giờ thời gian liền quyên góp nhiều tiền như vậy steve đều đang suy nghĩ mình trở về còn làm cái gì đạo tạc trộn mấy tác phẩm nghệ thuật a à, mỗi ngày khóc không phải được rồi sao hắn phát hiện một vấn đề người thường cảm thấy kiếm tiền có bao nhiêu chuyện khó khăn đến nhậm hòa nơi này giống như cũng không còn là vấn đề gì vậy loại cảm giác thần kỳ này quả thật để steve bắt đầu có chút bội phục kỵ sĩ quả thật không giống người thường hơn nữa phương diện bất đồng xa xa không chỉ là vận động cực hạn càng tiếp xúc với người này steve lại càng cảm thấy nửa đời trước của mình đều sống quá vô nghĩa mà lúc này thiên phạt hệ thống bắt đầu bố trí khen thưởng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đánh giá cấp hoàng mỹ có thể định hướng lựa chọn khen thưởng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đánh giá cấp hoàng mỹ có thể định hướng lựa chọn khen thưởng hai cái nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành hơn nữa đều là cấp hoàng mỹ nhâm hòa vẫn là rất hài lòng chính mình buổi tối hôm nay cũng có thể thử xem đi sòng bạc đại sát tứ phương cảm giác. Hắn kiếp trước trong cũng có chơi qua bài, bao gồm các loại như tết giác bài tú lơ khơ những thứ này. Chỉ là thua nhiều thắng ít, nhâm hòa chính mình cũng không có cái gì nghiện đánh bạc, thuần túy chỉ là chơi đùa mà thôi. Mà hiện tại hắn lại là muốn đi thử xem, thuật đánh bạc rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Có một chuyên tinh cấp hẳn là sẽ không thua chứ. Bằng không kỹ xảo này cũng vô dụng A. Lựa chọn, phương hướng đánh bạc. Thiên phạt hệ thống bình tĩnh nói, kiểm tra đo lường được ký chủ đã có cơ sở cấp cực thuật, khen thưởng kỹ năng cực thuật cao cấp. Lúc này, kỹ xảo tính bài bị thiên phạt hệ thống quán thâu vào trong đầu Nhâm Hòa. Nhâm Hòa nghe được những lời này đều ngây ngẩn cả người, mình cũng có thể xem như đánh bạc cấp cơ sở sao? Phần thưởng thứ nhất khiến cho mình đạt tới kỹ năng cực thuật cao cấp, lúc này Nhâm Hòa cũng đã có lòng tin dùng kỹ xảo tính bài chơi chuyển điểm cái kia phần thưởng thứ hai đem đánh bạc thuật tăng lên đến cấp đại sư sẽ là bộ dáng gì là thần bài trong truyền thuyết ra sao đổi bài như vậy sao nghĩ tới đây nhâm hòa hô hấp đều ngừng lại kinh hỉ đến như thế đột nhiên quả thực không có một chút phòng bị a à. nhâm hòa đè nén nội tâm kích động nói lựa chọn phương hướng đánh bạc đã lựa chọn phương hướng đánh bạc thưởng cho chủ ký sinh thủ pháp tẩy bài chuyên cấp thủ pháp tẩy bài thủ pháp cẩu đảng nhâm hòa lúc ấy mặt liền đen hắn liền có dự cảm cái thiên phạt hệ thống này sẽ không hảo tâm như vậy. Mình muốn thủ pháp sao bài làm gì? Thủ pháp sao bài này là kết hợp tính bài, kỹ xảo ghi bài đem bài tú lơ khơ rửa thành bài mình muốn, nhưng là trong sòng bạc chính quy, bài đến trước mặt bạn cũng sẽ không cho bạn đụng, vậy thì càng không cần phải nói sao bài. Nhâm hòa đen mặt đi ra ký túc xá, chuẩn bị đi thử mình cực thuật cấp thượng đẳng, tốt xấu chính mình nguyên bản cũng chính là dự định tăng lên đến cấp đại sư mà thôi, Kết quả này coi như trước mặt có thể tiếp nhận. Steve ở ngay phía sau hắn hả hê khi người gặp họa. Steve hiểu rất rõ sòng bạc là cái dạng gì. Một người mới muốn chiếm tiện nghi trong sòng bạc. Đó là chuyện căn bản không thể nào. Steve cảm thấy mình hả hê khi người gặp họa là có lý do. Hai ngày nay từ nhâm hòa nơi này quả thực thụ không ít tức giận. Hơn nữa tối hôm nay đối phương còn làm cho mình khóc trọn vẹn hơn 40 phút đồng hồ. Hắn ước gì nhâm hòa tại sòng bạc thua sạch toàn bộ mới tốt đến lúc đó đối phương vẫn là một kẻ nghèo rớt mồng tơi mà mình thì có hơn một vạn đô la mỹ loại cảm giác này quả thật vui vẻ a à. nhâm hòa buổi chiều thay đổi cải trang đi quyên góp bản thân chính là vì buổi tối không bị người nhận ra bằng không buổi tối vừa quyên góp xong liền đi ra đánh bạc chỉ sợ bị người phát hiện muốn bị ngàn người chỉ trích xong bạc ngay tại phía dưới du thuyền buổi tối 9 giờ nơi này chính là thời điểm nhiều người đến chơi nhâm hòa vậy mà còn thấy được vài cô gái thường xuyên ghé thăm hắn quầy ba mà trong đó có vị nữ minh tinh kia thình lình tại trên một bàn khu Tết Giác bài Tú Lơ Khơ đang chơi rất vui vẻ. Cho tới bây giờ Nhâm Hòa cũng không biết đối phương tên là gì. Hắn không hề có ý định cùng đối phương sinh ra bất kỳ khúc mắc nào. Hắn hiện tại một lòng một dạ tư tưởng muốn mau chóng trở lại quê nhà. Trải qua sự kiện ở New York Nhâm Hòa vô cùng nhớ nhung dương tịch, cũng không biết đối phương hiện tại thế nào buổi chiều lúc lựa chọn ca khúc nhâm hòa còn nghĩ mình có nên viết ca khúc cho vị nữ minh tinh mỗi ngày cho mình tiền qua này hay không dù sao người ta là mỗi ngày vàng thật bạc trắng tặng cho mình hơn nữa là vì để cho mình có thể đến phòng đối phương ngủ một đêm nhâm hòa cảm thấy suy nghĩ này của đối phương quả thực quá thuần phát thật sự là người tốt a à? nhưng nghĩ lại nếu để cho dương tịch một ngày nào đó biết mình lại còn viết ca khúc cho một nữ minh tinh như vậy vậy phỏng chừng cũng không cần cục an ninh quốc gia tới giết mình ánh mắt dương tịch cũng có thể giết chết hắn. Cho nên cho dù là tỏ vẻ cảm tạ, cũng không thể tỏ vẻ cảm tạ như vậy, cùng lắm thì chờ lúc mình rời khỏi chiếc du thuyền này, liền đem tiền thắng cược tất cả đều đưa cho vị nữ minh tinh này. Nhậm hòa không chào hỏi bất cứ ai, trực tiếp đi tới một cái bàn nhỏ ngồi xuống. Đại các đại lợi, tối nay ăn gà đi. Người ta nói rằng câu nói này là một người chia bài châu Á tại sòng bạc Binion, cách đây rất lâu. Mỗi sòng bạc Las Vegas đều có một bữa ăn có chứa 3 miếng thịt gà và rau khoai tây trị giá 1,79 đô la. Khi đó phần thưởng tiêu chuẩn để giành chiến thắng một lần là 2 đô la, vì vậy khi bạn giành chiến thắng một lần, bạn sẽ có đủ bạc để mua một bữa cơm gà. Nhâm Hòa trước kia nghe nói qua những chuyện này, hắn cũng biết không phải mỗi người chia bài đều sẽ nói những lời này, nhưng là ở trên du thuyền này nghe được thời điểm vẫn cảm giác rất mới lạ, giống như là đi vào cái nào đó cũng không thuộc về hắn chuyện xưa tiến vào cái nào đó hắn đã từng chưa từng thể nghiệm qua nhân vật. Trọng sinh một lần về sau, những gì mà Nhâm Hòa đang truy cầu lấy, hắn cho rằng là chuyện trọng yếu. Hắn còn muốn trải nghiệm nhiều hơn, nhiều cuộc sống khác nhau, xem người ta sống như thế nào trong thế giới rộng lớn hơn, tìm hiểu những phong tục nhân văn đó. Bà ván đầu, Nhâm Hòa mỗi lần đều hạ ít lợi thế nhất. Sau đó lợi dụng khoảng thời gian này bắt đầu tính toán xác suất điểm số trong mặt bài. Sau khi nắm giữ kỹ xảo đếm bài, Trò chơi này liền trở nên có chút đơn giản, chỉ có quá khứ cùng tương lai phân chia, bài đã qua chính là quá khứ, mà bài không có ra trong tay người chia bài mới là tương lai của mỗi người đánh bạc. Khi ván thứ tư bắt đầu Nhâm Hòa bắt đầu đổ thêm tiền, lần này hắn mang theo tất cả gia sản trên người mình, chỉ để lại cho mình 2 đô la. Đối với Nhâm Hòa mà nói, mặc dù ở trên thuyền ăn uống đều là miễn phí, nhưng mà tìm thức để lại đường lui cho mình không lúc nào là không ảnh hưởng đến hắn, hiện tại không phải vận động cực hạn cũng không phải thời khắc chạy trốn sinh tử cho nên tư duy người bình thường của nhâm hòa lại bắt đầu quấy phá giữ lại hai đô la cũng không có tác dụng gì hắn cũng không có ý định ở trên du thuyền này trải qua cuộc sống xa xỉ cỡ nào thuần túy chính là cảm thấy vạn nhất lưu lại hai đô la có lẽ sẽ có tác dụng gì cũng không thể đem tiền đều thua sạch trên thực tế người như hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành một người đủ tư cách của dân cờ bạc ván thứ nhất nhâm hòa thắng ván thứ hai nhâm hòa thắng ván thứ ba nhâm hòa thua ván thứ tư nhâm hòa thắng khi một trò chơi bị kỹ thuật nghiền ép thời điểm liền ý nghĩa nhâm hòa thắng nhiều thua ít con đường bắt đầu không ai có thể bảo trì bất bại trong ván bài cho dù là nhâm hòa cũng không được nhưng hắn có thể trong quá trình này thông qua vấn đề xác suất đem tổn thất của mình giảm bớt một ít khi mặt thắng lớn hắn cũng dám đặt cược nặng nhâm hòa không cảm thấy mình có thiên phú đánh bạc chỉ có thể nói hắn ở trong ván bài này tự nhiên có một loại ưu thế tâm lý, một là hắn có kỹ thuật, hai là hắn căn bản không thiếu chút tiền ấy, thua cũng liền thua. Thời gian dần trôi, thẻ đánh bạc trước mặt nhâm hòa càng ngày càng nhiều, trong sòng bạc người phụ trách cũng ý thức được đây tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là vấn đề vận khí, tính bài loại chuyện này tại trong khu trò chơi này coi như là công nhận thường thức rồi, người phụ trách đương nhiên rất rõ ràng, trong trò chơi này luôn sẽ gặp phải như vậy một hai tên yêu nghiệt đã có nhân viên công tác nhắc nhở hắn, trên đài số 7 có người thật sự trong vòng 1 giờ cứng rắn lấy đi 10.000 đô la Mỹ, trong đó tỷ lệ thắng cược cao tới 83%. Rất nhiều người đều đang nghi hoặc, sòng bạc chính quy có thể ra ngàn hay không? Đáp án là không, khi một người chia bài vì kiếm tiền cho sòng bạc mà ra ngàn, kiếp sống nghề nghiệp của hắn cũng kém không nhiều lắm sắp đi đến cuối cùng. Bọn họ là nhà cái chuyên nghiệp, nhưng không phải dân cờ bạc chuyên nghiệp nếu như từ sòng bạc thắng đi quá nhiều tiền có thể hay không xảy ra vấn đề đáp án là sẽ cho nên chủ sở hữu sòng bạc las vegas đều đang canh phòng nghiêm ngặt những người có thiên phú tính bài kia mà những thiên tài kia nếu như bị bắt được kết cục nhất định sẽ không quá tốt người phụ trạch sòng bạc trên du thuyền câu mày không biết đang suy nghĩ chuyện gì trên thực tế thắng đi vạn đô la mỹ tình huống không tính là ít luôn luôn có người ở trong sòng bạc một đêm phất nhanh chuyện xưa lưu truyền cái này rất bình thường nếu như một cái dân cờ bạc đi tới sòng bạc ngay cả thắng đi vạn đô la Mỹ cơ hội đều không có, cái này sòng bạc tương lai sinh ý cũng sẽ không quá tốt. Cho nên người phụ trách dự định lại quan sát quan sát, nhìn xem vị thiếu niên này rốt cuộc có phải đang tính bài hay không, hoặc là nhìn xem trình độ tham lam của đối phương. Nhưng mà ngay khi hắn vừa mới làm ra quyết định thời điểm, Nhâm Hòa cũng đã mang theo lợi thế liên tục chiến đấu hạng một khác đánh cuộc, thậm chí còn chơi một hồi máy đánh bạc. Trên thực tế loại máy đánh bạc này một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Nhâm hòa ở trên một máy đánh bạc liền xuất ra gần 10.000 đô la Mỹ, sau đó lại ở Tết Giác Hâu em thua gần 10.000 đô la Mỹ. Lúc này nhâm hòa căn bản cũng không có đi tính toán Tết Giác bài tú lơ khơ, mỗi lần đều là mù đặt cược theo tới cuối cùng. Thắng cũng liền thắng, thua cũng liền thua, đơn giản chính là muốn một chút vui vẻ, trọng điểm chính là chính hắn cũng không thiếu tiền. Điều này làm cho người phụ trách sòng bạc có chút nghi hoặc, xem tiểu tử này sau một ít hành vi. Quả thực chính là cái chày gỗ A. Steve vẫn luôn không ngủ, đã muốn tận mắt nhìn thấy nhâm hòa mang theo vẻ mặt uể oải trở về một khắc kia. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy nhâm hòa mang theo một cái túi đựng từng chồng tiền Mỹ trở về thì có chút choáng váng đầu. Mặt hàng này làm sao ở trong sòng bạc đều có thể kiếm được tiền. Steve nhìn túi sách trong tay nhâm hòa nuốt một ngụm nước miếng nói, anh ngàn vạn lần đừng nói cho tôi biết đây đều là anh thắng được. Ừ, tất cả đều là chơi 21 điểm thắng được, vốn là nhiều hơn, sau lại chơi máy đánh bạc cùng Tết Jazz Poker lại thua không ít, nhậm hòa vui tươi hớn hở nói. Cái này tính là gì? Trong lòng Steve đang kêu rên, vì sao mình vào sòng bạc sẽ thua không còn một mảnh, người khác đi vào có thể mang theo nhiều tiền như vậy trở về. Dân cờ bạc có cái đặc tính chính là không thể thấy người khác thắng tiền, mỗi lần nhìn thấy có người một đêm phất nhanh về sau sẽ ảo tưởng chính mình có phải hay không cũng có thể như vậy. Steve không nói hai lời cất chính mình một vạn hai ngàn Mỹ Kim hướng bên ngoài đi đến, kết quả còn chưa ra cửa đã bị Nhâm Hòa kéo lại. Nhâm Hòa cười nói, anh đi đâu vậy? Anh cái này dân chơi tay ngang đều có thể thắng tiền, ta khẳng định cũng có thể. Steve đen mặt nói, Nhâm Hòa cảm thấy mình cần phải dạy cho dân cờ bạc này một bài học thực tiễn sinh động, anh cảm thấy có người có thể từ trong sòng bạc thắng tiền là dựa vào vận khí sao? Tôi có kỹ thuật. Steve nói, nếu anh thật sự có kỹ thuật thì sẽ không thua thảm như vậy. Cái gọi là kỹ thuật của anh bất quá chỉ là nửa chai nước mà thôi. Nhậm Hòa mỉm cười nói, anh có bài tú lơ khơ không? Tôi cho anh xem cái gì là kỹ thuật chân chính. Steve sửng sốt một chút, chẳng lẽ Nhậm Hòa không phải là người mới? Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài mua một bộ bài tú lơ khơ ném vào trong tay Nhậm Hòa, để tôi xem kỹ thuật của cậu rốt cuộc là cái gì. Không bằng hai chúng ta chơi một chút 21 điểm, anh không phải nói anh cũng có kỹ thuật sao? anh đã tin tưởng chính mình vậy đem tiền trong tay tôi tất cả đều thắng đi nhậm hòa cười hiếp mắt nhìn steve steve bỗng nhiên trong lòng lại dâng lên không rõ dự cảm nhưng là nhìn đến cái kia mấy chục vạn đô la mỹ hắn thật là có chút động tâm hơn nữa nhậm hòa tại trong quá khứ trải qua cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện ra có kinh nghiệm trong phương diện đánh bạc trước đó hoàn toàn là một người mới bộ dáng thậm chí ngay cả sòng bạc chính quy đều không có vào qua steve ngồi xuống nhậm hòa cầm bài tú lơ khơ trong tay xào bài ánh mắt Steve không chớp nhìn chằm chằm động tác của Nhâm Hòa sợ hắn gian lận, nhưng mà hắn căn bản là nhìn không ra manh mối của Nhâm Hòa. Thời gian trôi qua nửa giờ, Steve thở hổn hển nằm trở lại trên giường, hiện tại hắn đã không còn xu dính túi. Anh ấy rất thất vọng, tại sao anh luôn không thắng được? Nhâm Hòa cười cùng hắn phân tích, anh đối với toán học không có hứng thú, kỳ thật bốc cơ đều là vấn đề xác suất. Một bộ bốc cơ bài là có hạn, có thể sẽ gặp phải dạng gì điểm số đều là có xác suất tôi cần làm chỉ là dựa vào xác suất đến lựa chọn như thế nào đặt cược mà thôi, cũng sẽ thua, nhưng thắng được nhiều, bởi vì xác suất đứng ở tôi bên này. Cái này mặc danh kỳ diệu xác suất cho Steve nói đầu ván mắt hoa, trên thực tế nhâm hòa lúc này thì có chút trang bức ý tứ. Rõ ràng tại sao bài thời điểm hắn cũng đã đem bài đều đổi tốt, Steve một ván cũng không có khả năng thắng. Mà nhâm hòa làm như vậy mục đích đơn giản chính là muốn cho Steve hiểu được một đạo lý, Steve quả thật không quá thích hợp đánh bạc bởi vì hắn không có cái này thiên phú. Nhậm Hòa để lại cho mình 2.000 đô la, sau đó ném tất cả số tiền còn lại cho Steve. Tiền trên thế giới này thật ra rất dễ kiếm, nhưng đánh bạc rõ ràng không phải là một con đường đứng đắn. Mấy trăm ngàn đô la này là thù lao tôi ứng trước cho anh, số còn lại sẽ chuyển khoản cho anh sau khi tôi về nước. Nhâm Hòa cũng phát hiện nỗi lòng của Steve cũng không phải rất ổn định, nói không chừng lúc nào đó sẽ phản bội cho mình một kinh hỉ ngoài ý muốn mà nhâm hòa hiện tại phải làm chính là cho hắn một chút ngon ngọt, hơn nữa đem hấp dẫn thật lớn đặt ở cuối cùng, thúc đẩy Steve có thể thật tâm thật ý đưa mình đến địa phương an toàn. Cho dù là vì tiền cũng không sao cả, mục đích của nhâm hòa rất rõ ràng, chỉ cần mình an toàn, như vậy hắn nguyện ý trả giá đầy đủ thù lao. Steve ở trên giường ôm mấy chục vạn đô la hô hấp đều tăng thêm, kinh hỷ tới đột nhiên như thế, chính mình đây coi như là đã có mấy chục vạn đô la rồi. Nhưng mà mấu chốt là, hắn càng ngày càng tin tưởng nhâm hòa thật sự sẽ đem số tiền còn lại toàn bộ thanh toán cho hắn bởi vì nhâm hòa dùng hành động để cho hắn hiểu được tiền không thành vấn đề steve ngồi dậy nghiêm túc nói thật ra khi ra nước ngoài anh mới nên cẩn thận hơn chỉ cần một ngày anh không trở lại nhà thì một ngày anh sẽ gặp nguy hiểm nhâm hòa nhướng mày không ngờ hồi báo nhanh như vậy nói thế nào những gì anh phải đối mặt ở mỹ là nsa và fbi họ đã đủ bạo lực nhưng anh chưa từng đối mặt với cia ở nước ngoài cia họ mặc dù không có quyền thực thi pháp luật ở trong nước nhưng lại một tay che trời ở nước ngoài steve lắc đầu nói tìm được vị trí của anh và ném bom anh bằng máy bay không người lái họ đều làm được đây là cách đối xử hoàn toàn khác ở mỹ máy bay không người lái oanh tạc nhâm hòa sửng sốt một chút đừng có kéo con b cia có thể có năng lực và lá gan lớn như vậy sao nhậm hòa thật đúng là có điểm tin dù sao kiếp trước trong điện ảnh CIA năng lượng quả thật rất lớn a. À. Ha 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 ha, Steve nhìn nhâm hòa kém không nhiều tin ánh mắt. Chính mình cười nước mắt đều nhanh chảy ra, yên tâm đi, không có khả năng, trừ phi bọn họ muốn bạo phát thế chiến thứ ba. Ha ha, thật buồn cười, nhậm hòa đen mặt nhìn Steve, hôm nay còn lại lần thứ ba nước thuốc rơi lệ thiếu chút nữa liền dùng đi ra ngoài. Xem ra tâm tình Steve cũng rất tốt, nếu không làm sao có thể đùa giỡn với hắn như vậy. Bất quá Steve vẫn là nói điểm hữu dụng đồ vật dựa theo FBI phong cách. Nếu biết anh khả năng từ nơi nào chạy trốn, như vậy hải lục kỳ thật là anh tốt nhất đường đi. Bọn họ nhất định sẽ ở trên chiếc thuyền này cắm người của bọn họ tiến hành âm thầm điều tra. Một khi tìm được anh, cho dù anh một cánh cũng chưa chắc trốn thoát. Nhâm Hòa biết Steve lúc này là nghiêm túc. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, thêm 10 vạn đô la Mỹ. Anh đi tìm phó thuyền trưởng chiến hữu của anh muốn một chút gần đây trên thuyền danh sách nhân viên mới nhậm chức. Cùng lúc đó, nhân viên phục vụ phòng tiếp theo của du thuyền chậm rãi trở lại ký túc xá của mình lấy ra một cái điện thoại vệ tinh quay số. Trong hành khách của Ocean Oasis cũng không có mục tiêu tình nghi tồn tại, đã xác nhận không có nhân viên dịch dung. Tiếp tục tìm kiếm, phạm vi mở rộng đến toàn bộ nhân viên, bao gồm cả thủy thủ đoàn, ban quản lý tàu du lịch. Chúng tôi đã bắt được một tên tội phạm thường xuyên buôn lậu hành lý ở bến tàu. Theo lời khai của hắn, vào ngày 19 tháng 4, hai nghi phạm đã tìm hắn để vận chuyển một hộp đồ vào bến cảng, xem trọng lượng, bên trong rất có thể có súng. Người đối diện điện thoại tiếp tục nói, chỉ còn lại ba chiếc tàu rời cảng ngày hôm đó vẫn đang trong phạm vi kiểm tra, trong đó bao gồm cả Ocean Oasis, người lấy hàng hóa là ai không điều tra được, tên tội phạm này cũng không biết thân phận của đối phương. Nhận được, ta ngày mai bắt đầu điều tra tất cả nhân viên, tên nhân viên phục vụ phòng này bình tĩnh dứt lời liền cúp điện thoại ngay tại fbi đặc vụ bắt đầu điều tra tất cả thuyền viên trên thuyền thời điểm nhâm hòa cũng lấy được danh sách mà hắn muốn lần này xuất phát trước tăng thêm chính hắn cùng steve tổng cộng cũng chỉ có bốn tên thuyền viên mới nhâm hòa cũng có nghĩ tới đối phương có thể hay không trở thành hành khách đứng ở trên thuyền nhưng trên thực tế steve phủ nhận cách nói này fbi không phải kẻ ngốc ở trên thuyền có nhất định tự do đi lại năng lực hơn nữa còn có thể không hề cố kỵ tiếp xúc khách trên thuyền cũng chỉ có thuyền viên nếu là hành khách đối phương làm sao có thể dễ dàng lục soát hơn nữa người này rất có thể là một nhân viên phục vụ khách sạn nhâm hòa hồ nghi nhìn steve còn lại hai thuyền viên mới nhậm chức thật đúng là đều là trong phòng khách hắn đang hoài nghi hàng này có phải hay không cũng xem qua phần danh sách thuyền viên mới nhậm chức như vậy anh xuất ngũ từ bộ đội nào nhậm hòa nghi hoặc hỏi khi steve nói như đinh đóng cột anh ta bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với quá khứ trước đây của steve steve thân thủ phi thường tốt mà nhậm hòa cũng phi thường xác định điểm này chẳng qua vừa vặn gặp nhân loại tố chất thân thể chính mình thêm với trình độ chiến đấu thuật cấp đại sư lúc trước steve tại biết mình chính là người cùng cục an ninh quốc gia chém giết người về sau biểu hiện ra ngoài phản ứng càng nhiều là kháng cự cuốn vào trận phong ba này mà không phải sợ hãi nhâm hòa tự nhận là nếu như là kiếp trước chính mình tại gặp phải loại sự tình này thời điểm phỏng chừng muốn dọa tiểu mà steve cũng không có trong thời gian sau đó liệu Steve có thể tự cho mình một phi hành đoàn và giúp mang súng lên tàu, điều mà một cựu chiến binh bình thường có thể làm. Nhậm Hòa cũng không cho rằng tất cả lính Mỹ đều có thể giống như Tom Cruise diễn trong phim Điệp Viên. Thế giới này cũng không có thần kỳ như vậy. Tuy nhiên, Steve vẫn giữ im lặng về thân phận trước đây của mình và dường như muốn giữ bí mật mãi mãi. Nhâm Hòa cảm thấy mình tìm Steve thật đúng là tìm đúng người, đối phương rõ ràng không đơn giản chỉ là bởi vì sau khi xuất ngũ chút tiền kia căn bản nuôi không được hắn cho nên mới có thể biến nghèo túng. Ở trong nước cũng là như thế, rất nhiều quân nhân xuất ngũ sau khi trải qua cuộc sống cũng không như ý. Nhậm Hòa trong kiếp trước đã từng quen biết qua một người làm qua trinh sát binh, sau đó tiến qua tam quân nghi trương đội lão binh, lúc ấy là công ty muốn làm huấn luyện quân sự, liền đem người ta cho mời tới, 15 ngày thời gian cũng bất quá là thanh toán 3.000 khối tiền mà thôi có thể tưởng tượng được đối phương lăn lộn cũng không phải đặc biệt như ý lần này cũng là steve tại lấy được tiền sau khi chăm chú phân tích mới ra được fbi kết quả hành động đối phương giống như đối với trong này trình tự cũng phi thường hiểu rõ nhậm hòa lại hỏi anh cảm thấy trên thuyền sẽ có mấy đặc vụ một cái hoặc là hai người đi mỗi ngày cảng biển đều sẽ có vô số thuyền bè du thuyền rời cương vị coi như là fbi cũng sẽ xuất hiện nhân thủ không đủ tình huống bọn họ căn bản không có khả năng huy động lực lượng toàn quốc tới bắt anh bởi vì bọn họ làm chuyện bản thân cũng không vẻ vang steve tựa hồ đối với phương diện này lại rất quen thuộc lúc trước nếu như bắt được anh kia đương nhiên là tốt nhất nhưng mà bọn họ không bắt được lúc này bọn họ liền phải cẩn thận suy nghĩ như thế nào mới có thể không cho sự kiện tăng lên trở thành ngoại giao tranh chấp vậy là rất có thể hai thành viên phi hành đoàn mới còn lại đều là đặc vụ fbi nhâm hòa cảm thấy mình nhất định phải trốn tránh bộ phận phục vụ khách sạn mình không cần phải đưa đi tới cửa của người ta xác nhận họ có phải là đặc vụ hay không mình kiên định trốn tránh bọn họ thẳng đến khi du thuyền chạy ra khỏi lãnh thổ nước mỹ thì tốt rồi nhâm hòa quyết định một khi thuyền đến caribe mình liền trực tiếp xuống thuyền liên hệ trong nước ở trong nước mỹ có kế hoạch lăng kính tồn tại mình ngay cả gọi đường dài cho nước ngoài cũng không dám hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì tựa như cho Steve nói ra, anh không phải đạo tặc sao, như vậy, cho anh thêm 5 vạn đô la Mỹ. Anh vụng trộn đi đem tên thuyền viên mới của chúng ta trên danh sách cho xóa bỏ, mặc dù là dùng tên giả, nhưng là đối phương nhất định sẽ chậm rãi đem lực chú ý chuyển dời đến trên người thuyền viên mới nhậm chức. Phi thường cảm tạ, tiền ta liền không khách khí, bất quá danh sách đã sớm xóa đi, Steve đắc ý giàu giạc nói, hắn cũng không nghĩ tới lấy tiền của nhậm hòa dĩ nhiên dễ kiếm như vậy. Trước đó hắn chỉ là thuận tay xóa một chút mà thôi, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên thuận tay liền kiếm được 5 vạn đô la Mỹ. Steve lúc này cảm thấy nhậm hòa thật sự là khách hàng tốt nhất trên thế giới này, nếu như không phải chính mình một lòng muốn về hưu. Hắn thật đúng là nguyện ý hỏi một chút nhậm hòa có cần mình về sau tiếp tục giúp hắn xử lý một ít chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng hay không. Buổi tối hôm đó Steve đi ngủ đều ôm túi đô la kia ngủ, sợ vừa tỉnh lại tiền sẽ không còn, đánh bạc làm giàu mộng cũng bị nhâm hòa dùng hiện thực cho vô tình đánh thức kia còn lại hy vọng chính là an toàn đưa nhâm hòa xuất cảnh sau đó chính mình hưởng dụng chính mình lương hưu hảo hảo cùng vợ con sống hết nửa đời sau sau 4 giờ sáng toàn bộ du thuyền chìm vào im lặng từ sự ồn ào của ban ngày và không có nhiều người trong sòng bạc hoạt động 24 giờ một người đàn ông da trắng mặc thường phục từ trong ký túc xá thuyền viên bộ phận khách sạn đi ra hắn một đường lặng lẽ đi tới đúng là đi thẳng đến phòng làm việc của thuyền phó trên chiếc du thuyền này vẫn luôn là thuyền phó quản lý tất cả thuyền viên nhậm chức nghỉ việc vân vân nếu như hắn muốn biết trên thuyền này có người mới tới hay không đặc vụ cảm thấy trực tiếp đến văn phòng thuyền phó tìm chính là chuyện thuận tiện nhất trải qua điều tra vị này thuyền phó là cựu thành viên cia hết thảy hồ sơ bản thân liền ghi chép trong hồ sơ độ trung thành là tuyệt đối vượt qua kiểm tra rời đi cia sau đó cũng rất an phận thủ thường cho nên FBI có lý do tin tưởng đối phương cũng sẽ không tại cấp quốc gia đào phạm loại chuyện này phạm hồ đồ. Nhưng mà trực tiếp đi yêu cầu danh sách vẫn có nguy hiểm nhất định, vạn nhất đối phương cũng là đồng bọn cố ý giấu giếm thì sao? Không bằng trực tiếp tra hồ sơ để cho mình càng thêm yên tâm. Hơn nữa, FBI cùng CIA bản thân chính là quan hệ cạnh tranh, FBI ở hải ngoại cũng là có chấp pháp quyền. Hai cái bộ phận xuất hiện xung đột nhỏ cũng không phải một lần hai lần, lên tới tập thể về sau, đó chính là một cái mặt mũi của tập thể nếu fbi xin trợ giúp cựu thành viên cia thì mặt mũi để ở đâu trên thế giới này đúng là có đạo lý đường thẳng giữa hai điểm là ngắn nhất nhưng trong thế giới của người trưởng thành phần lớn mọi người đều không lựa chọn làm việc như vậy mà lĩnh vực chính trị đặc biệt là như thế cho nên người ta mới luôn nghi ngờ chính phủ các nơi tại sao hiệu suất lại thấp như vậy đó là do tư duy tập thể dẫn đến đặc vụ lặng lẽ lẻn vào văn phòng phó chính mở máy tính giải mã mật mã của một máy tính dân dụng bình thường là chuyện không thể dễ dàng hơn. Đặc vụ đầy cõi lòng chờ mong, hành khách đã bị hắn cho điều tra xong, còn lại cũng chỉ còn thuyền viên, nếu mình có thể tìm được tên tội phạm nguy hiểm kia tuyệt đối là đại công. Bất quá đặc vụ cũng không muốn bại lộ chính mình, dù sao tên tội phạm kia rốt cuộc đã làm chuyện gì, bọn họ là rõ ràng nhất. Đây chính là nhân vật dám ở trung tâm thành phố New York dùng một cây bắn tỉa mở ra một con đường máu, đặc vụ tự nhận là mình là không có cái kia can đảm cùng năng lực. Đặc vụ mở tài liệu trên bàn làm việc của thuyền phó, kéo tờ đơn xuống dưới cùng, anh ta thấy rõ ràng trong gần 3 tháng qua, chỉ có anh ta và một nhân viên phòng khách khác tên là josh từng làm việc. josh trong ký túc xá của mình cái kia tên mập mạp mê ngủ còn mở nó có chân thối nữa. Sẽ là tên tội phạm đó sao? Đùa gì thế? Hết chương 470 rồi ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé